Rồi lấy chục cái đi. Được không? Cái này 250 cái nha. 250 cái. 10 cái là 2,5 triệu. Anh lấy mấy màu? Anh lấy màu gì? Màu gì với màu gì? Hai màu này luôn đi. Màu xanh với màu hồng. Lấy màu đen không? Có màu đen nữa đó. Rồi lấy luôn. Luôn phải không?